Câu chuyện cây dù và món thịt luộc luxury Trung Quốc. Điều cấm kỵ khi tặng quà ở Trung Quốc đó là không được tặng đồng hồ, giày dép và dù. Vì đồng hồ trong tiếng Trung đọc giống như là sung trung, tiện đưa người chết. Không được tặng dù, vì dù đọc giống như là từ san, nghĩa là rời xa nhau. Lần trước đi ăn á, do mưa lớn thì bà chị lại thương mình nên cho mượn dù. Rồi từ đó hơn 2 tháng không gặp nhau luôn. Nên hôm nay dù mưa gió cỡ nào cũng phải đem dù đi trả. Nhà hàng hôm nay mình ăn là một nhà hàng Tứ Xuyên khá nổi tiếng ở Quảng Châu. Trong lúc đợi chị đậu xe á, thì mình sẽ rửa chén. Ở Quảng Châu á, trước khi ăn là phải dùng trà nóng rửa qua một lượt mới yên tâm để ăn, rồi dùng trà nóng đó để uống luôn. Ai mới qua thì sẽ bị sốc văn hóa phần này. Và sau đó thì chọn vài món khai vị đợi bà chị thôi. Đố các bạn đây là món gì nào? Thật ra nó chỉ đơn giản là món thịt heo luộc, nhưng được cắt mỏng đều và trang trí rất là bắt mắt. Rưới lên nước sốt bí truyền của Tứ Xuyên ăn kèm. Món này mình với bà chị mê lắm, ăn riết là ghiền. Ở Trung Quốc, mỗi lần đi ăn được gấp ăn cho quen rồi, dần thì mình mất khả năng chăm sóc người khác trên bàn ăn như khi còn ở Việt Nam. Bà chị thì cứ chiều và gấp cho mình suốt. Mình hay đùa là được quý phu nhân một năm kiếm vài triệu đô, ở nhà thì chồng cưng như trứng, mà đi ăn với mình thì cứ chăm mình như là em gái vậy. Lần nào đi ăn là hay có quà cho mình nè. Và để đáp lại thì mình cũng hay len lén đi tính tiền để thể hiện lòng biết ơn. Cơ bản hết đống này chỉ có 192 tệ thôi. Cảm ơn bà chị quá là tâm lý, biết em gái chưa giàu có gì nên chỉ gọi đơn sơ vài món để mình không quá áp lực mỗi khi trả tiền.